Nhìn này đến cách chúng ta làm bữa sáng như thế này. Nào để con giúp ba làm, ba quay bột đều tay nha. Đu 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 đu, đu bi đu bi đu. Nhìn này đến cách chúng ta làm, hãy khuấy thật nhẹ nhàng. Và rồi ta rán bánh nào cùng nhau làm con yêu ơi. Đu 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 đu, mình đã giúp ba. Nhìn này đây cách chúng ta làm đồ chơi đây, hãy cất con gà. Mẹ à, con sẽ mau làm, mình nên dọn dẹp ngay thôi. Đi đu đi đu. Nhìn này đây cách chúng ta làm, mình chơi xong cắt ngay con à. Đặt vào hộp ta xếp gọn gàng cùng nhau làm con yêu ơi. Đu 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 đu, dọn dẹp đã xong. Nhìn này đây cách chúng ta làm, quần áo ta sắp xếp gọn gàng. Gọn gàng nhanh thôi. Đu 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 đu, đu bi đu bi đu. Nhìn này đến cách chúng ta làm, hãy gấp áo như thế này. Mình cẩn thận gấp nhé con à, cùng nhau làm con yêu ơi. Rồi xe thôi, con sẽ giúp mẹ cùng nhau làm mẹ yêu ơi. Đu 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 đu, đu đi đu đi đu. Nhìn này đây cách chúng ta làm, lau xe với xà phòng. Rồi xe thật sạch sẽ, này đến cách chúng ta làm, hãy cho bạn cun ăn nào. Thật tuyệt, con giúp ba làm, nào đi theo mình bạn yêu ơi. Đu 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 đu, đu bi đu bi đu. Nhìn này đây cách chúng ta làm, đồ ăn cho bạn ấy đây rồi. Nào nhìn ba nhé con à, con hãy làm theo ba đây. Đu 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 đu, đu bi đu bi đu. Đu 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 đu, làm cùng nhau rất vui. Giúp đỡ ba mẹ. Nhìn này đến cách chúng ta làm bữa sáng như thế này. Nào để con giúp ba làm, ba quay bột đều tay nha. Đu 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 đu, đu bi đu bi đu. Nhìn này đến cách chúng ta làm, hãy khuấy thật nhẹ nhàng. Và rồi ta rán bánh nào cùng nhau làm con yêu ơi. Đu 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 đu, mình đã giúp ba. Nhìn này đây cách chúng ta làm đồ chơi đây, hãy cất con gà. Mẹ à, con sẽ mau làm, mình nên dọn dẹp ngay thôi. Đi đu đi đu. Nhìn này đây cách chúng ta làm, mình chơi xong cắt ngay con à. Đặt vào hộp ta xếp con.
con yêu ơi. Đu 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 đu. Dọn dẹp đã xong. Nhìn này đây cách chúng ta làm, quần áo ta sắp xếp gọn gàng. Nào để con giúp ba làm, gấp áo gọn gàng nhanh thôi. Đu 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 đu. Doopy doopy doo. Nhìn này đây cách chúng ta làm, hãy gấp áo như thế này. Mình cẩn thận gấp nhé con à, cùng nhau làm con yêu ơi. Do 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 do. Mình đã giúp ba. Nhìn này đây cách chúng ta làm, rửa xe ô tô như thế này. Rửa xe thôi, con sẽ giúp mẹ, cùng nhau làm mẹ yêu ơi. Nhìn này đây cách chúng ta làm, lau xe với xà phòng, rửa xe thật sạch sẽ nào, cùng nhau làm con yêu ơi. Du 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 du. Rửa xe đã xong. Nhìn này đây cách chúng ta làm, hãy cho bạn cun ăn nào. Bạn yêu ơi. Du 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 du. Du bi du bi du. Nhìn này đây cách chúng ta làm, đồ ăn cho bạn ấy đầy rồi. Nào nhìn ba nhé con à, con hãy làm theo ba đây. Du 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 du. Du bi du bi du. Du 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 du. Làm cùng nhau rất vui. Anh có thể làm được. Nào nhá. Vâng ạ, có thể là một chú gấu, một chú bướm xinh đẹp. Mũi kìa, hãy mau đi ngay. Ôi, ngứa quá. Nước mắt này, đi ngay nào. Hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này, đi ngay nào. Chúng ta muốn được vui cả ngày. Con à đừng khóc nhé, bác sẽ dùng chút kem bôi vào. Con à đừng khóc nhé, vết thương kia sẽ nhanh khỏi mà. Nước mắt này, đi ngay nào. Hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này, đi ngay nào. Chúng ta muốn được vui cả ngày. Các con có mệt không nào? Không ạ. Không ạ. Bạn con rất thích. Nhảy qua nào.
Con yêu, thắt dây an toàn nào. Con không muốn đâu, không đâu. Con yêu, nếu con không thắt dây an toàn, con sẽ bị ngã đó. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên xe ô tô. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ được bỏ dây an toàn ra nhé con à. Ôi không, không làm đi nó. Nhìn này con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị ngã. Thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe này. Con hãy nghe lời mẹ và hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ đưa bỏ dây an toàn ra nhé con à. Ôi không, không sao đâu, vì con đã thắt dây an toàn rồi. Hãy thắt dây an toàn vào nào khi ngồi trên chiếc xe đạp. Con hãy nghe lời đừng nghịch, hãy ngồi yên nhé con à. Khi thắt dây an toàn này vào, con sẽ không ngã đâu. Con không bao giờ được bỏ dây an toàn ra nhé con à. Tino bị ngã rồi. Con phải cảm ơn dây an toàn vì đã giúp con không bị ngã. Con yêu, dây an toàn sẽ giúp con không bị lạc. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Cài dây an toàn. Đừng lo, ba sẽ giúp con. Nhìn kìa, ba sẽ giúp con lấy quả bóng. Thật không may ba ngã rất đau. Để bọn con giúp ba, ba đừng lo. Mình hãy băng vết thương cho ba nào. Chúng ta sẽ dùng thứ gì đây? Đây ạ. Cảm ơn con yêu. Bà tốt hơn nhiều rồi. Nhìn này em, hãy xem ô tô của anh. Ô không may, ba ngã rất đau. Để bọn con giúp ba, ba đừng lo. Mình hãy băng vết thương cho ba nào. Ôi, ba có sao không? Không sao đâu ba yêu. Chúng ta sẽ bôi thuốc lên. Và đã xong. Em hãy đưa cho mẹ.
thương cho anh. Mình chơi những khối xếp hình đây. Thật không may ba ngã rất đau. Để con giúp ba, ba sẽ ổn thôi. Ba có sao không ạ? Mình hãy băng vết thương cho ba. Vết thương thôi nào. Đồ dùng xong hãy cất gọn gàng nhé. Thật không may ba ngã rất đau. Để con giúp ba, ba đừng lo. Mình hãy băng vết thương cho ba nào. Con xin lỗi ba. Ba ơi, chúng con đến đây. Đừng lo anh yêu, em sẽ giúp anh. Là tâm sắc chân ta cẩn thận nhé. Kìa ba hãy chú ý sang nhà. Trượt chân ba ngã xuống rất là đau. Mình hãy băng vết thương cho ba nào. Ôi anh yêu, ba hãy yên tâm đừng lo. Con có muốn uống nước chanh không? Oh! Đồ chơi ở kia hãy cất chúng đi. Khi các con chơi xong nên dọn ngay. Làm cùng nhau nào con sẽ rất nhanh thôi. Con ơi mau mau ta dọn dẹp. Hãy cất đúng nơi các con à. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi làm chân ba rất đau. Khi các con chơi nên xếp gọn gàng nha. Làm theo lời ba hãy cất chúng đi. Con ơi mau mau dọn dẹp nhanh nào. Mình cùng nhau cất những khối xếp hình. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ôi nóng nóng quá. Nhìn xem đồ chơi quần áo khắp nơi. Các con hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chúng đi thôi. Cất đúng nơi nhé các con à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Nhìn con kìa. Nhìn xem đồ chơi ở khắp nơi. Con yêu hãy mau dọn dẹp ngay. Làm theo mẹ và ba cất chúng đi thôi. Cất đúng nơi nhé con yêu à. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn sạch bé ơi. Đồ chơi, đồ chơi ở khắp nơi. Nhanh ta hãy mau dọn dẹp ngay. Đồ chơi, đồ chơi ở khắp nơi. Nhanh ta mau cất chung đi nào. Mình cùng nhau sắp xếp gọn gàng. Dọn đồ chơi để nhà luôn. Giỏi lắm các con yêu. Thật là vui. Yeah.
đau lắm, thật đau lắm. Con vấp ngã rất đau này, con vấp ngã rất đau này. Hu hu mẹ ơi, hu hu mẹ ơi. Đừng lo nhé con, lại đây với mẹ nào con yêu, nào con yêu. Mẹ sẽ chữa vết thương này, con hãy yên tâm không sao mà. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Mẹ ơi giúp con, mẹ ơi giúp con. Thật đau lắm, thật đau lắm. Con ngã rất đau đây này, con ngã rất đau đây này. Hu hu mẹ ơi, hu hu mẹ ơi. Đừng lo nhé con, lại đây với mẹ nào con yêu, nào con yêu. Mẹ sẽ chữa vết thương này, con hãy yên tâm không sao mà. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Con, mẹ ơi giúp con. Thật đau lắm, thật đau lắm. Hộp rơi xuống chân con đây này, hộp rơi xuống chân con đây này. Hu hu mẹ ơi, hu hu mẹ ơi. Đừng lo nhé con, lại đây với mẹ nào con yêu, nào con yêu. Mẹ sẽ chữa vết thương này, con hãy yên tâm không sao mà. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Vợ ơi giúp anh, vợ ơi giúp anh. Đầu đau lắm, đầu đau lắm. Hãy giúp anh chữa vết thương này, hãy giúp anh chữa vết thương này. Đau thật đau, đau thật đau. Đừng lo nhé anh, lại đây với em. Nào anh yêu, nào anh yêu. Em sẽ chữa vết thương này, anh hãy yên tâm không sao mà. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Bạn nhỏ đang chơi rất vui này, rồi ăn trái cây kìa. Và bạn đã vứt rác xuống vườn, chúng mình không nên như vậy. Đi xe đạp rất nhanh kìa, không an toàn bé yêu à. Phải cẩn thận và chú ý. Ôi anh bị ngã đau rồi. Ôi không. Này, rồi nghe thấy tiếng nhạc, chạy theo chiếc xe kìa, quên cất đồ chơi đi rồi. Ôi không, mẹ đang đi vào, không thấy đồ chơi trên sàn, cần dọn dẹp khi chơi xong nhé. Ôi không, mẹ ngã đau rồi. Ôi không. Bạn nhỏ đang chơi rất vui này, thôi bong bóng rất đẹp. Bạn chơi xong vứt xuống đường, chúng mình không nên như vậy. Ba đang cầm chiếc thang ra ngoài, không thấy đồ chơi trên đường, để gọn gàng khi chơi xong nhé. Ôi ba bị ngã đau rồi. Bạn nhỏ đang vẽ tranh kìa, rồi nhìn thấy bướm xinh đẹp, chạy theo chú bướm nhỏ, quên cất đồ vẽ đi. Bạn nhỏ đang chơi khôi xếp hình, rồi chú cho đi vào, cùng chơi với chú cho nhỏ, quên cất đồ chơi đi rồi.
diều rất là đáng yêu này. Ba mẹ phố nước kia không may vào bé yêu rồi, phải cẩn thận và chú ý khi chơi đùa nhé các bạn. Nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi? Lau khô sàn nhà. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Con muốn lấy gấu bông thật xinh, ôi không không, con lại ngã đau. Khi muốn lấy thứ gì nên nói với ba mẹ, hãy nhớ nhé các con à. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi lấy đồ trên cao? Gọi mọi người giúp đỡ à. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi xong? Cất đồ chơi gọn gàng ạ. Làm gì để không bị đứt tay? Không chạm vào những vật sắc nhọn ạ. À.